Thưa quý vị, những ngày này, hàng triệu người con đất Việt đều hướng về Biển Đông và có nhiều hành động khác nhau để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 tại vùng biển Việt Nam. Và đồng thời thể hiện lòng yêu nước thiết tha, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Với giới nghệ sĩ, nhạc sĩ, thì sáng tác ca khúc về biển đảo cũng chính là cách thể hiện tình cảm thiêng liêng với biển đảo của Tổ quốc. Bài hát Thề giữ yên biển đảo quê hương do tác giả Nguyễn Chính sáng tác, nhạc sĩ Lưu Văn Bình phổ nhạc mới đây và được cán bộ, giáo viên và sinh viên của khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm thành phố Đà Nẵng trình bày như một thông điệp thể hiện niềm tin, tình yêu đối với biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Bài hát Thề giữ yên biển đảo quê hương được tác giả Nguyễn Chính sáng tác ngày 11 tháng 5 và được nhạc sĩ Lưu Văn Bình phổ nhạc. Dù thời gian thực hiện và hoàn thành ca khúc chưa đầy một tuần, nhưng khi bài hát được cán bộ, giáo viên và sinh viên của khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng trình bày đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Với giai điệu hào hùng, bài hát đã thể hiện lòng tự hào về dân tộc Việt Nam, quyết tâm giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Vừa rồi là những ca khúc rất là hào hùng trong bài hát Thề giữ yên biển đảo quê hương. Anh Chính có thể cho biết là trong hoàn cảnh như thế nào mà anh sáng tác bài hát này không ạ? Trong những ngày qua, khi mà Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt cái giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và liên tục có những hành động gây hấn, thì không những là đồng bào ta trong nước mà cả kỳ bào nước ngoài cũng rất là căm phẫn. Hơn lúc nào hết thì cái lúc này cái lòng yêu nước, cái tinh thần tự hào dân tộc nó dâng lên một cách rất là mạnh mẽ. Xuất thân là một sinh viên khoa văn của Đại học Tổng hợp Huế, tôi cũng đã từng tham gia sáng tác ở nhiều mảng đề tài khác nhau với vai trò là người viết ca từ. Và hôm nay chính những cái hình ảnh của lực lượng chấp pháp cũng như ngư dân của ta kiên cường bám biển trong những ngày qua đã thôi thúc tôi làm một cái việc gì đó cho thật là có ý nghĩa để góp phần cùng với quân dân cả nước giữ yên cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của mình. Bắt gặp một cái giai điệu, nét giai điệu rất là hào sảng của nhạc sĩ Lưu Văn Bình, tôi đã viết nên cái ca từ cho ca khúc này. Bài hát đã được phổ nhạc với những giai điệu rất là mạnh mẽ và đầy tự hào. Vậy thì anh Bình có thể chia sẻ là cảm xúc của anh như thế nào khi mà sáng tác ra bài hát này ạ? Cũng như anh Chính phát biểu á, thì trong cái tình hình Biển Đông vừa qua thì nói chung nó sâu sục trong cả nước và nước ngoài. Thì bản thân tôi là cái người mà cũng hay gắn bó sáng tác với chỗ anh Chính á, thì đã kịp thời và ghi lại những cái tình cảm đó bằng cái giai điệu âm nhạc của mình. Và sau khi viết xong thì tôi đã gửi cho anh Chính và trao đổi với anh Chính, thì hai anh em đã hoàn thành được ca khúc. Và sau khi mà được lên mạng á, thì Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng á, là thấy bài hát này có thể đưa vào cái MV, và nhà trường cũng như là hai anh em đã phối hợp với nhau làm hoàn chỉnh cái MV mà phát trên mạng. Thì cũng qua đây xin cảm ơn ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cảm ơn các thầy cô và học sinh sinh viên của khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã hoàn thành và để cho cái tác phẩm này được đến với công chúng.